Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Sống Vui, Sống Khỏe, Sống Kích cùng bác sĩ thể thao Nguyễn Trọng Thủy. Chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là sau khi phẫu thuật khớp gối, cụ thể là dây chằng chéo trước, thì chúng ta ăn cái gì và không nên ăn cái gì để cho hồi phục được nhanh nhất. Xin chào quý vị và các bạn, tôi tên là Nguyễn Trọng Thủy, bác sĩ chuyên khoa y học thể thao với hơn 10 năm kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe cho các vận động viên đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam. Phòng khám của chúng tôi chuyên điều trị những chấn thương, bệnh lý về cơ xương khớp cho tất cả mọi người, không dùng thuốc. Thưa quý vị và các bạn, khi mà chúng ta mà phẫu thuật dây chằng chéo hay là phẫu thuật khớp gối nói chung, để làm thế nào để hồi phục được tốt, như rất có rất là nhiều những bài mà bác sĩ cũng đã chia sẻ đến quý vị và các bạn, là cái cách để làm sao mà tức là từ vấn đề là tập phục hồi hay là vấn đề trị liệu hay là tiêm mũi tương đồng dầu gầu như thế nào để làm sao cho nó hồi phục được nhanh nhất. Đấy là tất cả những cái gì mà từ ngoài tác động vào, đúng không? Từ ngoài tác động vào trong khớp gối chúng ta để nó hồi phục được tốt nhất. Chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là ăn cái gì, tức là chúng ta đã làm khỏe từ bên trong ra thì như thế nào, đúng không? Cái thứ nhất, tiêu chí là chúng ta ăn các loại cá, gồm những cái cá mà cá cái vùng nước lạnh ấy, thì nó gồm như cá ngừ này, cá hồi này, cá bơn này, cá trích, cá mòi, những loại cá này ấy, rất giàu omega 3 đấy, mà chúng thì được chứng minh là giảm cái protein gây viêm trong cơ thể chúng ta đó, và nó chống lão hóa, hỗ trợ và giảm tối đa những cái nguy cơ mà mắc cái bệnh tim mạch về hay đái tháo đường, cũng như làm trẻ hóa cái làn da chúng ta, chống những cái thoái hóa thứ phát sau khi phẫu thuật. Cái thứ hai nữa là về cái vitamin và chất xơ, cái đặc biệt là những cái rau họ cải ấy, đặc biệt là một số những cái loại rau xanh có màu xanh sẫm đấy, màu xanh sẫm đấy, ví dụ như là một số những rau cải súp lơ xanh hay là mù tạt này, hay là cải xoăn này, bắp cải này, bắp cải tím này, đều thuộc cái họ cải hết của chúng ta, đúng không? Và một số các loại rau phổ biến khác nằm trong cái danh sách này thì bao gồm giống như là cái súp lơ, bông cải trắng, như cái loại rau này thì chúng nó có cái khả năng mà ngăn chặn một cái loại enzyme mà gây sưng khớp, viêm khớp rất là tốt. Và thêm vào đó thì chúng có chứa đầy đủ tất cả những chất xơ, vitamin và khoáng chất cho chúng ta có thể là khỏe được toàn thân của chúng ta, đặc biệt là liên quan đến một số những về vấn đề là cơ xương khớp của chúng ta. Cái thứ hai nữa là cũng bổ sung vitamin và năng lượng. Rất là nhiều những bạn thì sợ rằng ăn trái cây vì trái cây nó ngọt, đúng không ạ? Nó ngọt thì đôi khi mà nó ngọt quá các bạn sợ rằng cái hàm lượng đường vào cơ thể nó rất là cao. Và các bạn lo sợ không có gì là lạ cả. Bởi vì thực ra nếu mà khi chúng ta ăn lượng đường quá lớn vào thì nó thực ra nó cũng không tốt. Thế cho nên là chúng ta cũng cần nên phải chọn một số những cái loại quả nào mà làm sao nó ít cái hàm lượng đường nó vừa phải thôi. Mà nếu như mà cái loại quả nào mà nó quá ngọt, quá nhiều đường thì chúng ta cũng có thể ăn cái số lượng hạn chế. Đấy là những cái mà chúng ta cần nên tránh. Nhưng mà đa phần là những cái loại trái cây mà nó nhiều màu sắc thì nó có rất là nhiều những cái lại có những cái chất mà chống oxy hóa rất là tuyệt vời cho cơ thể chúng ta đó. Cụ thể như là táo là một cái loại trái cây giàu chất xơ, là chống viêm, và chúng mang lại rất là nhiều lợi ích cho sức khỏe với đường ruột của chúng ta nữa, mang năng lượng rất là lớn. Bên cạnh đó nữa là dứa, cái hàm lượng bromelain nó rất là cao, nó là một cái chất dinh dưỡng mà đã được chứng minh là hỗ trợ cái giảm đau khớp do cái viêm khớp rất là nhiều. Cái chất này thì được tìm thấy trong thân và lõi của cái quả dứa đấy. Vì vậy thì bạn hãy, nhiều khi mà chúng ta có thể là ăn dứa thì đôi khi đa phần là chúng ta cứ bọt cái vỏ, bóc cái vứt cái lõi dứa đi, đúng không? Đấy, thì thực sự mà nói thì đây là một cái mà cũng là một cái thiếu sót. Nhưng các bạn có phải ăn cái lõi dứa nó say, thực ra không phải đâu, ăn cái lõi dưới thực ra nó rất là tốt đó, nó rất là tốt. Thì đôi khi nếu như các bạn không thích ăn cái lõi thì các bạn có thể cho tất cả các thứ vào, bạn say sinh tố, như vậy thì chúng ta uống nó sẽ được tốt hơn. Bên cạnh đó thì là bên cái cà chua nó có chất chứa chống oxy hóa rất là mạnh. Chúng ta nghĩ rằng là ăn cà chua nó sống ấy thì nó sẽ được tốt hơn cà chua chín, nhưng thực ra trên cái thực tế thì ăn cà chua chín sẽ tốt hơn là cái việc là ăn cà chua sống rất là nhiều. Cái quả việt quất ấy chống oxy hóa rất là lớn, làm cho chúng ta có thể là giảm tối đa cái quá trình mà có thể dẫn đến viêm khớp của chúng ta. Mà sau mổ ấy thì thực ra mà nói đôi khi chúng ta thấy đau, rồi là chúng ta thấy đau, thấy sưng lên ấy. Đấy là những cái mà phản ứng viêm. Đấy, chính có những phản ứng viêm nó dẫn đến cái việc mà cho cái gối của chúng ta ấy, nó sưng, nó đau lên. Đây là một cái mà chúng ta cũng cần phải lưu ý. Bên cạnh đó nữa thì là có cái dầu ô liu. Dầu ô liu thì nó là một cái nguồn cung cấp omega 3 chống viêm và hạn chế tối đa cái thoái hóa thứ phát khớp gối rất là tốt. Dùng salad, chẳng hạn salad cùng với rau, tất cả cái thứ thì chúng ta có thể trộn cùng với cái dầu ô liu này thì rất là tốt. Khi chúng ta làm salad, tất cả cái rau củ quả gì mà chúng ta có thể mà rửa sạch rồi mà đảm bảo vệ sinh các thứ, chúng ta có thể trộn với nhau, đặc biệt tất cả những rau đầy đủ màu sắc như là quý vị, như vừa rồi bác sĩ có chia sẻ. Cái số 5 nữa là một số những cái loại mà cây của họ đậu ấy, thì
đặc biệt là chúng có những cái chất chống oxy hóa rất là lớn, và chống viêm cũng vậy luôn, như đậu đen rồi đậu lăng rồi đậu xanh rồi đậu nành, rất là nhiều, đều là những cái nguồn cung cấp rất là tuyệt vời cho chúng ta, để cho chúng ta giúp cho cái việc mà giảm viêm cái khớp gối mà sau khi mà bị sau khi mà được phẫu thuật. Một cái số gia vị như ví dụ như là tỏi, gừng, nghệ thì đôi khi nó có thể nó gây mùi nó hơi nặng một chút xíu đấy, tuy nhiên thì nó có cái khả năng mà chống viêm rất là tốt và nó giảm đau cho chúng ta rất là nhiều. Thì đây là cũng là một cái loại gia vị rất là tốt, chúng ta cũng khuyến khích nên dùng sau khi mà chúng ta, đặc biệt kể cả sau mổ đau viêm khớp thì đó thì cũng đều là tốt cho chúng ta hết. Cái thứ bảy nữa là một số những cái loại ngũ cốc nguyên hạt đấy, vừa rồi bác sĩ cũng có nói là đối với cái ngũ cốc nguyên hạt nó là cung cấp cái nguồn năng lượng rất là lớn. Cái protein nó tìm thấy trong cái ngũ cốc này thì ở như những cái tinh chế, ví dụ như là chẳng hạn như bánh mì hay là gạo trắng, là mì ống này thông thường đấy, là ngoài cái vấn đề là một số cái ngũ cốc nguyên hạt nó cung cấp tinh bột đó, tinh bột nó cũng là có một loại protein rất là tốt. Điều chính của nó là tinh bột là chính thôi, nhưng mà khi mà chúng ta nguyên hạt ấy thì nó có cả tất cả những vitamin được quan sát chất xơ của nó, giúp cho rất là tốt trong toàn bộ cơ thể chúng ta. Cái thứ 8 nữa là cái gì, là cái loại nước hầm xương ấy, cung cấp cái nguồn năng lượng rất là lớn cho chúng ta, cả protein rồi là chất béo, cả canxi nữa, nếu như chúng ta ninh đúng ninh đủ thì nó có tốt cho cả cái việc hầm xương nữa. Và khi mà chúng ta khi tập luyện trong thể thao cũng thế, hay là chúng ta sau mổ cũng thế, thì nó cũng giúp cho cái việc mà giảm những cái cơn đau. Cái cách ăn làm sao mà chúng ta có thể ăn đầy đủ đấy, đầy đủ là một cái, thứ hai là ăn cân bằng đó, và cái thứ ba nữa là theo sở thích của mình nữa cơ đấy, theo sở thích của mình, theo khẩu vị của mình. Chứ còn nếu như mà chúng ta có thể mà không đúng khẩu vị thì nhiều cái ăn cũng rất là khó khăn, đúng không? Và những cái chất mà ở trong cái nước hầm xương này có rất là nhiều những cái collagen, và thực ra chúng ta cũng cần phải bổ sung cho nó, vì tất cả những cái tế bào của chúng ta được kết nối bởi những sợi collagen, và đó là lý do tại sao mà sau khi phẫu thuật dây chằng chéo hay là sụn chêm dây chằng và gân đấy, chúng ta bổ cái collagen tiếp 1, hay là một số những cái sụn khớp rồi các thứ thì chúng ta bổ sung collagen tiếp 2. Đó là những cái mà chúng ta cũng cần, rất là cần lưu ý đến nó. Rất là cảm ơn quý vị và các bạn đã xem hết video cùng bác sĩ thể thao Nguyễn Trọng Thủy Starbucks, và để bạn sẽ luôn luôn là những người đầu tiên được xem những video cũng như live stream hay là bài viết của bác sĩ gửi đến quý vị và các bạn, thì bác sĩ cũng mời quý vị và các bạn cùng like, cùng chia sẻ đến cộng đồng, cũng giống như là đăng ký những kênh của bác sĩ, thì khi bác sĩ viết bài hay là bác sĩ đăng video và live stream thì bạn sẽ luôn luôn là người đầu tiên được xem nó, và bác sĩ sẽ luôn luôn là và sẽ live stream vào thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần. Thường trung bình cung giờ của chúng ta là 8:30 tối. Tạm biệt và hẹn gặp lại.